Hello anh em, là mình nha. Thì ngày hôm nay á, là mình đang ở Texas. Mình ghé chơi ở nhà một người bạn. Thì người bạn này có một cái dàn xe có thể nói là khá khủng. Anh em theo mình coi cái dàn xe đó có xe gì ha. Ở gara mới đầu vô là thấy có một chiếc xe mà hơi bị khủng rồi đó. ZX10R hạ phục kéo gấp, ZX6R, ZX10R. Đây là bạn của mình. Đây là bạn Quân, chủ của cái gara này. Hello Quân. Hello. Khỏe không? Khỏe. Rồi qua đây thấy cái dàn xe khủng tát mồ hôi mình. Không phải tại giờ nóng thôi. Đây là hello. Em tên gì vậy em? Tên Thành. Thành hả? Hello Thành. Cái chiếc ZX10R này hơi bị ghê nha. Hạ phục nè, kéo gấp nè. Ủa cái dè này dè xe gì mà nhìn nó ngộ vậy em? Dè Busa. Hayabusa phải không? Yeah. Wow. Này là nó kêu là gì? Nó cản gió. Lên 200 mph giờ là cản gió. 200 mph giờ là khoảng 320 cây số giờ. Chiếc này chạy tới cỡ đó không em? Last time em run nó là 202 là khoảng 300 mấy á ha. Dễ sợ thiệt. Thì chiếc của em là đi đi cái độ cái bài gì? Thì long sinh dễ thì trước giữ stop, sau trừ một. Sau trừ một. Đi sơ là năm 20. Năm 20. Wow, nhìn căng quá. Mâm này là mâm gì em ha? Nãy Cory Morrow. Đây nè. Cory Morrow. Mâm này là mâm nó kêu là mâm nhôm nén á. Việt Nam mình gọi là nhôm nén, tức là cái cục nhôm nó dập lại á, xong rồi nó mới phay nó chuốt ra cuối cùng ra cái mâm vậy. Rồi đi cái xăng nữa. Xăng đua kìa. Một thùng đó là 120 mph, 90 đồng. 90 đồng. Là nó khoảng bao nhiêu gallon nữa? Một bình xăng hả? Một bình xăng là 5 gallon là khoảng 20 lít. Càng quá trời. Cái xe này có cái đồ cột cái nhúng trước lại luôn ha. Dạ. Để strap nó xuống. Quá đã. Chiếc này là nó là nếu mà mình đổ cái xăng đua đó thì nó ra khoảng bao nhiêu horse em? Ở chừng 200 tới 210. 210 mà ra bánh sao á? Ra bánh sao. Má ghê thiệt chứ. Tại mình nó cái xăng nó lên tới 15 tới 20 horse. Rồi xăng vậy thôi. Rồi ngoài nhông sinh dĩa ra thì em có đụng về chạm gì tới máy không? Thay dàn clutch của tụi chị Jack Colomau. Với lại đi spring air filter. Spring air filter. Rồi chắc là bô xăng lửa đúng không? Yeah, bô xăng lửa, bô xăng lửa. Chiếc này thì tool của anh họ tool cho. Chiếc này hiện tại là đang là chiếc ZX10R Gen 4 nhanh nhất ở cái thành phố này. Chỉ còn đợi chiếc của anh họ anh ra thì chiếc đó mới là nhanh. Chiếc đó đang build máy. Chiếc đó là không Gen 4 nhưng mà full review. Full review thì nó gồm có những cái gì ha? Thì scrum sharp với lại Gen. Head là phá chảo. Piston với rod. Bự hơn Gen 5. Chiếc này em mốt có định lên cam hay gì không em? Chiếc này thì tại cam mà nếu bỏ vô stock motor thì nó cũng không có hát được nhiều. Nếu muốn thì build lại ha. Nitrous là bình nốt á, nói gọn là nói bình nốt là người ta nghe người ta hiểu. Em cũng có mấy cái wire sẵn rồi. Không có dám bỏ vô. Rồi đây là nhân vật chính của ngày hôm nay. H2 Quân ơi. Dạ. Cho anh hỏi chút.
Chú zin thôi, không có gì hết. Ủa sao cái xe này mất cái một gấp rồi em? Gấp này em order ở Việt Nam, bên chiếc ad em bỏ vô á. Ồ, giống gấp Exeter thiệt chứ bộ. Kẹt quá, không có tiền, mua cái thắng, thôi tháo thắng luôn. Anh em chơi Bambo không mà không có tiền, thôi tháo luôn, mất công gắn cái listing ở quê. À, xe này quan trọng nhất ở chỗ này nha. Cái trong trống nè. Ồ em ơi, cái phuộc trước này là nhiên nó, anh thấy nó có hơi dễ hơi thấp á, rồi chạy thì dắp ổ gà có sao không ta? Dắp ổ gà cho nó dắp luôn. Dắp ổ gà để ở thang thôi. Cái này nó mình hạ xuống chắc cũng phải 2 inch ha. Chắc cũng khoảng 2 inch mấy, gần 3 inch á. Ồ. Là nó khoảng 5 cm. Dạ, dắp up về lên hai phuộc sắt. Hàng hai cái ống sắt vô ha. Dạ đúng rồi. Hàng hai ống sắt vô luôn đi cho nó đã. À. Xe gì không có đồ chơi gì hết trơn mà anh. Không có đồ chơi gì, đã vậy còn gắn cái gắp Exeter nữa. Ừ, kẹt quá sao giờ anh. Quay cái khôi sauce, có gì anh em muốn full hay là cái gì thì cứ liên lạc. Khôi sauce, dạ. Instagram, Facebook rồi. Là chuyên về tool đó ha. Dạ, tool nói chung là cũng làm editing. Làm máy. Anh em nào ở Texas thì nhớ tìm cái chỗ này nha, khôi sauce. Cái nước sơn này nó hay thiệt ha. Bóng lưỡng như kiến vậy nè. À, cho anh hỏi tí cái bộ mâm này á là khoảng bao nhiêu tiền em? Cỡ 45 triệu. 45 triệu ha. Đó là mâm không thôi phải không? Mình chưa tính tới cái tiền tiền vỏ khác nữa ha. Tiền vỏ thì ở trước thì 108, đằng sau 108, đằng trước thì 120. Rồi còn hồi nãy em nói có cái gì, cái bạc đạn mà bằng sứ gì phải không? Yeah, ceramic bearing. Bạc đạn bằng sứ đó. Yeah. Hai bánh đều có đó. Cái đó thì nó có cái tác dụng gì? Thì giải thích đi. Thì giống như nó quay được mượt hơn, nó không có bị ngần lại á. Ví dụ như bánh stop thì nó quay nó sẽ bị dướng lại vậy nè. Đúng rồi. Còn bánh này thì nó không quay. Nó nhẹ hơn. Nó nhẹ hơn. Ceramic tức là cái là hồi nãy Quân nói là do làm sao nó khi mà nóng cái zin của nó nở ra. Nó nở ra. Còn cái này nó không có bị nở. Cái đó bao nhiêu tiền một cặp ha? Cái bạc đạn đó 400 mấy. Tức là cái bộ mâm này là phải mình áp thêm, mình áp thêm cũng được. Mua của Will M này á thì mình áp thêm thì nó tính khoảng 400 mấy. Mua M ở ngoài thì rẻ hơn. 200 mấy, 300. Thì tức là cái bộ mâm này khoảng 2.300. Rồi cộng thêm cái đó nữa chắc cũng 3.000. Ba ngàn. Nhưng mà cái mâm nhẹ như vậy, cái này nó nhẹ hơn cái mâm zin nhiều lắm không? Dạ, cái này thì mâm zin thì bao nhiêu ta không nhớ bao nhiêu thao, nhưng mà cái này thì khoảng 4 thao mấy. 4 thao mấy là khoảng 2 kg. Một bánh dễ sợ ha. Cái mâm mà có 2 kg mà bưng lên bằng không kéo. Thì tức là nó quay nhanh lắm á. Không, nó quay lẹ hơn cái nhưng mà xe này bỏ mâm này thì nó hơi bất tiện hơn trước, là đã nhẹ quá cho nên nó dễ bốc đầu. Bởi vì mình mới cần cái đồ mà cái dây mà để mà khóa cái phuộc trước lại. Anh hiểu rồi. Tất cả mọi thứ nó đều có lý do hết. Nhiều khi em gắn cho ngầu thôi. Tắm cho con ếch. Ok, ready.
Volvo hãng gì em? Vô tự giá hả? Cái mâm này là mâm của CX-14 đó. À, cái bùa cái nước sơn á hay ha, sơn gương nè. À, cho anh hỏi là cái xe này á thì nó em độ cái bài gì? Bài gì á? À, thì nói giỡn là em độ bài gì? Nói chung là trong tên gì á thì dễ dễ nghe. Upgrade mấy cái supercharged gearing rồi supercharged gearing tức là giống như là cái supercharged là cái chồng chống á thì nó có mấy cái bánh răng thì em thay đổi cái bánh răng trong đó phải không? Dạ đúng rồi. Rồi flash tune vậy thôi. Flash tune là giống như là full bô xăng lửa. Dạ. Full bô xăng lửa, nhôm sinh dĩa với lại đổi mấy cái bánh răng trong cái supercharged. Dạ. Dạ, cũng đơn giản thôi. Thì cái công suất của nó ra bánh sao á, cái horsepower là nó khoảng bao nhiêu? Cái con số chính thức là nó là bao nhiêu? Nói chung thì tại cũng không có, tại vì làm street tune cho nên không có biết được cái số chính xác. Nhưng mà theo cái người tune nói thì khoảng cỡ 350 là ra bánh sao ha. Dạ. Wow, vậy là nó mạnh hơn chiếc H2R luôn. Đó thì không biết. Tại vì H2R là nó ra dên thì nó chỉ có 301 thôi phải không? Chung thì em cũng không có quan tâm gì nhiều với những cái số. Đó mình dạ, cái đó mình phải chạy mình mới biết đúng không? Chứ giờ nói số ra thì nhiều có người tin có người không tin. Dạ, dạ. Nó nói giờ đừng có người đòi bằng chứng nhưng mà đúng là phải chạy mới biết được. Dạ. Rồi cho anh hỏi là cái này nó hơi giống như là hơi personal tí nhưng mà cái xe này á thì cái số tiền em bỏ ra là bao nhiêu cho cái xe này? Không có nhiều hết. Mà em mua lại thì của anh bạn của ông cousin của em bán lại thì giá nhiêu thì nó đã sẵn sàng hết rồi. À. Dạ. 20 là khoảng 460 triệu. Không biết, dạ. 460 triệu ha. Thì là nó đã rồi, ông đã làm sẵn hết rồi. Lúc đó là vừa hết. Build xong hết rồi. Ồ, vậy như kiểu ông chơi chán rồi ông dạ. ông kèo thơm ha. Dạ. cái này nó bao nhiêu mouse ta? Bao nhiêu mao là sao? Cái odometer như là 6.000 á. 6.000 ô gì thấp quá hả? 6.000 mao. Lúc mà build xong là như 5.000. 5.000 á. Đây nè, cái miếng này là để mình khóa cái phục lại. Thì khi mà mình đua đó thì nếu mà xe mình mà nó mạnh quá đó thì gặp cái người mà giống như là ra xe mà kiểu tay mơ á thì sẽ hay có cái tình trạng là bóc đầu là thua, cho nên là thường thì người ta sẽ bóp thắng nè, người ta đẩy cái xe tới phía dưới một chút xong rồi người ta bóp thắng thì nó sẽ thụt cái nhúng lại thì nó sẽ khóa cái nhúng này lại, thấy không đó, thì nó sẽ giữ cho cái bánh xe rất là thật, cái bánh trước cái phục trước rất là thấp. Rồi giờ đi nè. Giờ anh em mình đi ra coi chạy. Tàn quái vật. Tàn quái vật không? Ba con quái vật. 600, 1.000, rồi 1.000 siêu nạp.
của ai rồi. Thì mình sẽ ngồi trong xe bán tải rồi mình quay ra ngoài. Đó. Người ta đi trước á. Chiếc H2 ghê quá ha. Má nhìn ngồi chứ. Phải cái là. Cái khúc hồi nãy kéo là chỉ có 30% tay ga thôi đó. Nó ghê à. Má 30% mà vậy má không biết 100% nó cỡ nào nữa. Để số 2 kéo. Quá đã. Còn chậm xe nữa nha.
Chạy thành kéo ghê quá. Ừ. Mấy cây xăng này lớn quá không? Ừ, phải trong nó một bình nhựa, trăm cái phân đó. Hả? Trăm cái phân xăng. Ghê vậy? Má. Được không? 100 cái trụ bơm. Má để đi ra ngoài coi coi cái nó lớn cỡ nào. Đây là một trong những cái cây xăng mà lớn nhất nước Mỹ nè. À, thấy không? Nè. 1 2 3 4. Tức là nó có 100 cái vòi bơm xăng thì khoảng 50 cái trụ bơm. Nó giả ngoan không? À. À, khó mà mình giống như là diễn tả được cái mức độ lớn của nó, nếu mà phải nhìn thấy tận mắt kìa. À, đây coi coi. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32. 32 cái mà nhân cho 2 lên là 6 mấy, tức là 100 khoảng 120 mấy cái vòi bơm. Dễ sợ. À để lại coi 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 đổ hết nhiêu tiền xăng. Còn giờ nó không hết. Mẹ dặn thử số 1 á, xì với bắt đầu thôi thầy chạy. Mạnh quá. Ba đồng. Ba đồng là nhiêu ta? À, 60 trăm đồng cà lồng kìa. Biết rồi, nhưng mà ý là bao nhiêu tiền Việt Nam mình á? Đồng là nhiêu ta? Đồng 3 ngàn phải không? Không, 2, 23. 22, 23 hả? Vậy là khoảng 6 mấy ngàn? 70 ngàn. Tiền không sang chắc phải mua. Chắc đi xuống cái gì? Gấp Exeter nè. Gấp này chó nó sợ lắm nè. Đấy, cái bồ ngầu à, bồ chế. Homie. Đâu cần mấy con mè đó. Ừ. Không chơi bồ độ luôn. Nó xe chạy xăng á. Chạy xe đâu á mọi ơi. Cái lốc máy nó nóng lắm à. Ừ. Lộn đúng lì thiệt luôn á. Bao nhiêu thỏ mà cắn ăn được nó đều vậy. Hả? Đưa bao nhiêu con thỏ mà ăn được đều vậy. Ừ. Cái này đồ quá. Này chứ có ai cắt cỏ không ta? Có, ông nhìn cái đường kìa. Ờ, đủ má cắt hết trời. Cắt bằng xe. Đỉ mà. Cắt từ này chắc phải 3 cũng đẹp. Này cắt được. Đẹp quá. Chắc cắt dư quá là mừng. Thôi tới ơi. Tới cái lò nghỉ ngơi á. Ý à. Đẹp quá ha. Ồ, chiếc này cũng có cái gấp Exeter nè. Có mà. Ồ. Nhưng mà của hãng khác, của hãng Evil. À, Evil. Cái này là của mấy chiếc Accenture. À. Còn cái hãng này của hãng Adam. Gấp này của Accenture 130, 135 gì á. À, 135. 150 cho 50. 135. Đây là một cú vít ga đàn chó chạy xa nè. À, Adam nè. Ồ, nắng đẹp quá. Chiếc này nguyên thủy nặng thấy mẹ luôn. Vậy hả? Nó dở nhẹ heo à. Bớt cái gấp ra, bỏ cái gấp ra là nó nhẹ đi nhiều luôn á ha. Nó nhiều thứ lắm. Ờ. Nhẹ. Mình tháo miếng máy ra luôn rồi bỏ ra khỏi không cần không. Này chiếc này nặng tới 200 như 230 kg hay sao? Nặng quá vậy. Yeah. Nặng hơn chiếc xe 1000cc thường mọi. À, tới mấy chục ký á, 20-30 ký á. Do you have gas, right? Do you have gas? Oh. Cái mâm này nhìn như cái phi tiêu của ninja á hả? Thấy không? Nó sẵn. Vì xe này xe ninja mà. Ninja đúng rồi, hợp lý không? Vậy chiếc này là ninja. Ừ.
tháng sau ra luôn rồi. Cái bô này giống bô của Tommy đúng không? Grave. Đúng rồi, hiệu Graves. Hiệu Graves. Ngày hồi xưa là nó chuyên làm cho Yamaha. Nhìn rõ không? Làm đồ cho Yamaha. Băng. Bộ này là Metal or Good. Đó, giờ chạy lên dinh núi luôn. Chui luôn. Ồ, cái hồ đẹp quá. Mẹ. Mẹ mù đậu. Cái hồ đẹp quá. Cái đập nước à. Panorama nè, đẹp không? Má, cái view quá đẹp mọi ơi. Nhà trong đây 600 ngàn, 400 ngàn thôi. Ghê vậy hả? Bái cái lồn, chui vô đây đủ mới ở heo hút chết mẹ luôn. 600. Hoàng hôn. Make sure, put on first gear. Giờ nghe tiếng hát 2 độ. Nẹt hết ga nè. Đau đầu quá. Ừ. Á à, ghê chứ. Không nghe được cái tiếng trong trống quay luôn á. Nghe hả? À? À, rác thì chứ. Biết lỗ tai luôn á. Giờ phải đứng xa để mà nghe cái tiếng trong trống quay. Đó nghe không? Nghe, đó nghe. Quá đã. Đó, nó kêu chi 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 chi. Nghe không? Nghe. Chi 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 chi. Đứng sau là nghe bô không ạ? Ừ. Đó.